Xin chào quý vị và các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành Nam Bộ nguy cơ sẽ xảy ra ngập úng trên diện rộng trong hôm nay. Do dự báo hôm nay là đỉnh của đợt chiều cường lần này. Chiều cao lại cộng thêm mưa lớn, do vậy khả năng ngập úng sẽ duy trì ở mức cao. Dự báo hôm nay 19 tháng 10 sẽ là đỉnh của đợt chiều này với mực nước tại các trạm Phú An, Nhà Bè sẽ tiếp tục vượt mức báo động 3 từ 0,15 đến 0,2 m. Tại trạm Thủ Dầu Một của sông Sài Gòn vượt mức báo động 3 từ 0,25 đến 0,3 m. Còn tại trạm Biên Hòa sông Đồng Nai vượt mức báo động 2 từ 0,1 đến 0,15 m. Cảnh báo tình trạng ngập úng diện rộng cho nhiều khu vực vùng trũng thấp ven sông, ven kênh rạch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ. Phải sau ngày hôm nay khi chiều cường hạ thấp thì khả năng ngập úng mới giảm dần. Đáng chú ý là thời gian xuất hiện đỉnh chiều cao vào sáng sớm và chiều tối cũng là lúc mà Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Mưa do rãnh xích đạo đang duy trì hoạt động mạnh và do đó thì mưa vừa mưa to nhiều nơi, cục bộ có nơi mưa trên 80 mm. Còn trong ngày trời nắng gián đoạn, nền nhiệt cao nhất ngày ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ từ 31 đến 33 độ. Còn tại các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, mức nhiệt từ 28 cho đến 31 độ. Với Trung Bộ, trước khi có không khí lạnh về gây mưa vào chiều tối muộn, thì trước đó trưa chiều nay, hầu khắp khu vực sẽ có thời tiết là tạnh ráo, nắng đẹp với mức nhiệt từ 32 đến 34 độ. Tương tự với Bắc Bộ, trưa chiều nay hầu khắp khu vực đều có nắng với nền nhiệt cao nhất đạt ngưỡng từ 31 đến 33 độ, vẫn có cảm giác hơi oi nóng. Sau đó, từ chiều tối và đêm nay, một khối không khí lạnh sẽ di chuyển xuống và có xu hướng lệch đông. Miền Bắc trời sẽ chuyển mây nhiều, mưa dông xuất hiện nhiều nơi cùng với nền nhiệt giảm nhẹ, trời chuyển mát vào ngày Chủ nhật cuối tuần. Trên biển, trước khi không khí lạnh về, thời tiết ở các vùng biển đều tốt. Ở khu vực phía bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc đến đông khoảng cấp 4, cấp 5. Còn khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Hôm nay, thủ đô Hà Nội có một ngày trời nhiều mây, nắng nhẹ với mức nhiệt cao nhất ngày vào khoảng 32 đến 33 độ nên vẫn có cảm giác hơi oi nóng. Từ tối muộn và đêm nay thì không khí lạnh tràn về nhưng lệch đông sẽ gây mưa trở lại cho Bắc Bộ, trong đó có cả thủ đô Hà Nội. Ngày mai trời sẽ chuyển mát. Ở miền Trung, thành phố biển Đà Nẵng vẫn xuất hiện mưa dông rải rác vào tối muộn. Còn trong ngày thì trời có nắng đẹp, không khí thoáng đãng nhờ gió biển thổi đều. Mức nhiệt ngày đêm trên thành phố dao động từ 26 cho đến 32 độ. Thời tiết thuận lợi cho vui chơi, du lịch trong ngày cuối tuần. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mưa dông cũng duy trì về chiều tối. Đáng lưu ý, hôm nay là ngày chiều cường đạt đỉnh. Mưa dông, chiều cường cao khiến cho tình trạng ngập úng có thể diễn ra nhiều nơi tại các khu vực trũng thấp ven sông, ven kênh rạch. Còn trong ngày thì trời có nắng, mức nhiệt ngày đêm trên thành phố ổn định từ 25 cho đến 33 độ. Từ đêm nay sang ngày mai 19 tháng 10, một bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống nước ta và di chuyển xuống khu vực Bắc Bộ, thế nhưng có xu hướng là lệch đông, tác động trước tiên tới thời tiết ở các tỉnh vùng núi, gây ra mưa rào và dông rải rác. Sau đó thì vùng mưa sẽ lan dần xuống khu vực Trung Du và Đồng Bằng trong ngày 19-20 tháng 10.
Dưới tác động của không khí lạnh nên nhiệt độ trên toàn Bắc Bộ sẽ nhanh chóng giảm xuống, rõ nhất là về đêm và sáng, mức nhiệt chỉ từ 19 cho đến 23 độ, trời se se lạnh, vùng núi có nơi còn dưới 16 độ, trời rét. Còn ban ngày, mức nhiệt cũng không quá 31 độ. Với khu vực Trung Bộ, ở khu vực Bắc Trung Bộ cũng từ ngày 19-20 tháng 10, do không khí lạnh tràn xuống và lại kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao khiến cho mưa dông sẽ tăng trở lại. Cục bộ nhiều điểm xuất hiện mưa to trên 80mm. Còn với khu vực Trung và Nam Trung Bộ, từ khoảng ngày 20 tháng 10, nhiễu động gió đông trên cao có xu hướng hoạt động mạnh hơn và do đó thì mưa dông cũng sẽ gia tăng hơn với cường độ mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, quý vị cần lưu ý. Tương tự ở phía Nam trong 3 ngày tới do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 8 đến 11 độ vĩ Bắc, kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên khu vực sẽ tiếp diễn mưa vừa, mưa to trên diện rộng. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm, đi kèm với nguy cơ về lốc sét và gió giật mạnh. Trên biển, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, từ chiều tối ngày 19 sang ngày 20 tháng 10, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7, biển động. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Khánh Hòa cho tới Cà Mau tới Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Thank you.